Dạ, em xin chào mọi người nha. Hôm nay em làm món mới cho mọi người nha mọi người ơi. Thành phần em gồm có một củ cà gót nè, hai củ khoai tây, một ít gốc hành, 200 g bột mì, 20 g bột nở và một ly sữa tươi mọi người. Hành với cà gót với khoai tây á, thì mọi người bào sợi sợi nhỏ ngắn ngắn thôi mọi người, để đứng lên nha. Hành á thì mình cắt nhỏ ra rồi mình trộn đều lại với nhau. Trộn đều lại với nhau nha mọi người. Mình bắt dầu mình xào nhân nha. Bây giờ mình xào nhân cho chín trước nha mọi người ơi. Lúc mà xào nhân thì mình có nêm nếm một ít gia vị á, muối và bột ngọt rồi nè. Cho cái nhân mình nó vừa ăn trước nha mọi người. Và em cho thêm 2 muỗng tiêu nữa cho nó thơm nha. Khi mình xào nhân chín rồi á thì mình để ra cho nguội nha mọi người ơi, để mà mình gói nha, để gói nóng quá không có được. Trong thời gian mình chờ nhân nguội thì mình quay qua mình pha chế bột nha. Mình đổ 1 ly sữa vô một cái thau nha. Còn bột mì á, mình bỏ bột nở đó trộn với bột mì luôn. Trộn xong rồi mình mới đổ vô sữa thì mọi người, trộn đều á. Đổ vô sữa mà mình đổ từ từ thôi. Mình đừng đừng đổ hết một lần nha. Đấy, mình đổ từ từ mình khuấy đều ra. Mình thấy bột còn lỏng ấy, thì mình đổ tiếp thêm nữa nha mọi người. Mấy đổ nhiều quá, đặc quá thì nó không có được. Từ từ mình mới đổ hết vô nha. Khi mà bột đặc rồi á thì mình mới mới đầu mình mấy công đoạn là mình nhào bột với mọi người. Nhào bột tới khi mà bột nó không còn dính tay mình á thì mình đem đi ủ nha. Mình đi ủ khoảng nửa tiếng. Ủ cho bột nó nghỉ á mọi người. Xong nửa tiếng đó rồi á, mình lấy bột ra mình cán nha. Mình cắt từng khúc ra nha mọi người. Trước khi mình cán là mình gắp một ít bột áo lên để cho nó đừng dính á. Mình cắt từng khúc một miếng bột cho nó vừa vừa cái tay ăn của mình thôi. Tùy theo mỗi gia đình á, mọi người to hay nhỏ thôi nha. Xong rồi mình mới cán ra nha mọi người ơi. Cán thiệt là mỏng ra luôn rồi mình mới bỏ nhân ra. Mình cuốn, em cuốn như cuốn chả giò vậy quý vị ơi. Cuốn chả giò vậy đó. Giống như cái góc màn hình, em để trên góc màn hình cả thành phẩm của người ta là như vậy nha. Nhưng mà em làm sao hồi em rất đa dạng luôn, nhiều hình thù luôn mọi người. Chả giò có nè. Pate có là bánh bao chiên cũng có nè. Còn cái phần bột dư á, hơi thiếu nhân đó mọi người. Em lấy em làm bánh bánh tiêu luôn, em chiên bánh tiêu trước luôn, cái bột dư đó là mình chiên bánh tiêu luôn nha mọi người ơi. Mình để dầu vừa sôi là mình bỏ vô được nha mọi người, đừng để sôi quá nghe, nó nóng quá là nó sẽ cháy khét, nó không được chín bên trong nha mọi người. Đấy là thành phẩm của em xong rồi đó mọi người ơi. Mọi người xem mà có yêu thương em á, thì nhớ đăng ký giùm em, cho em xin một nút đăng ký với mọi người.